xin lỗi chị chờ em một phút ạ. Dạ, con chào cô chú ạ. Con có thể giúp gì cô chú được ạ? Cho cô rút tiền trong tài khoản này. Dạ, con xin. Dạ rồi, con mời cô chú tới quầy số 3 giúp con ạ. Dạ, con mời cô mời đây ạ. Quỳnh ơi, cô chú có nhu cầu rút tiền tài khoản thanh toán, em làm giúp cô chú nhé. Dạ, mình rút tiền từ tài khoản của cô hay chị chú ạ? Cô rút tiền từ tài khoản của con cô. Dạ, vậy con cô có đi với cô chú không ạ? Còn cô đã mất rồi. Dạ, con xin chia buồn với gia đình cô ạ. Thì không biết là cô có mang theo một hồ sơ có liên quan họ đi theo không ạ? Có. Dạ, chú Dũng với cô Tàu là ba mẹ của anh Nguyễn Anh Tuấn phải không ạ? Đúng rồi. Dạ, con kiểm tra hồ sơ thì thấy hồ sơ mình mang cũng gần đầy đủ rồi ạ. Chỉ thiếu cái văn bản phân chia di sản thừa kế đó thôi. Nên con rất tiếc là chưa thể chi trả cho công chú ngay bây giờ được ạ. Con tôi nó đã chết rồi mà nó không cứu vợ của con gì cả. Mà bây giờ tôi đến thủ tục giấy tờ để lấy tiền của con tôi mà ngân hàng thì anh rút tiền con tôi sao mà không trả. Dạ, con xin lỗi cô ạ. Nhưng mà cô cứ yên tâm, ngân hàng chắc chắn sẽ chi trả cho cô chú ạ. Dạ, con xin lỗi cô chú vì sự mất tiền này ạ. Cô chú có thể vào phòng riêng để con hướng dẫn thủ tục chi trả cho gia đình mình một cách nhanh nhất ạ. Con mời cô chú đi lối này ạ. Quỳnh, em đưa giấy tờ của cô chú đi. Dạ, con mời cô ngồi ạ. Con mời chú ngồi ạ. Dạ, con mời cô chú nhìn nước ạ. Con mời cô ạ. Bây giờ cô làm thế nào cho nó ngắn gọn cho tôi lấy được tiền là được rồi. Dạ, trước mắt thì con xin chia buồn với gia đình cô chú. Con cam kết với cô chú là ngân hàng sẽ chắc chắn sẽ chi trả cái số tiền của anh Tuấn cho gia đình mình. Chỉ là mình cần phải cung cấp đầy đủ hồ sơ cho ngân hàng ha. Giấy tờ nhà mình đã đầy đủ rồi, chỉ có thiếu mỗi văn bản phân chia di sản thừa kế. Thì cái văn bản này cô chú có thể thực hiện ngoài văn phòng công chứng. Thì con có được biết là phòng công chứng số 3 ở 60 đường Đồ Chiểu, ở đó họ thực hiện khá là chuyên nghiệp và cũng rất tận tình với khách hàng. Nên cô chú sẽ mang đầy đủ giấy tờ này và một cái văn bản xác nhận thông tin tài khoản của anh Tuấn do ngân hàng cung cấp. Vậy thì cho cô xin cái văn bản đấy đi. Dương ơi, mang giúp chị cái giấy đề nghị cung cấp thông tin tài khoản cho cô chú ha. Dạ, cô chú vui lòng điền mẫu này giúp con ạ. Cái này cô chú căn cứ vào chứng minh này, rồi mình điền thông tin giúp con ha. Cô ơi, cô vui lòng cho con thu thêm phí 55.000 nữa ạ. Phí cung cấp thông tin tài khoản. Trời ơi, tôi kinh hàng nó chưa rút được đồng tiền nào mà đây phải nộp tiền rồi. Làm sao vậy? Dạ, dạ, con rất là xin lỗi cô về sự bất tiện này, nhưng mà đây là quy định của ngân hàng ạ. Dạ, tại vì khi mình ra văn phòng công chứng mình cần phải có một cái giấy xác nhận thông tin tài khoản của ngân hàng. Thì khi con thu phí này để con sẽ cung cấp đầy đủ thông tin là anh Tuấn đã gửi giao dịch tại ngân hàng con là gồm tài khoản gì, gồm số tiền bao nhiêu, là con sẽ cung cấp đầy đủ cho cô chú để cô chú có thể đúng lấy văn bản này để ra làm thủ tục và phân chia di sản thừa kế cho nó hợp lý ạ. Cô vui lòng ký tên nha, ký tên đi họ tên để cuối cùng con ha. Giấy tờ là đã hoàn thành xong rồi đó. Hiện tại là anh Tuấn đang gửi ngân hàng con số tiền trong tài khoản thanh toán là 3.456.000 và một khoản tiền gửi online là 20 triệu, tổng cộng là 23.456.000. Cô chú cứ mang đầy đủ giấy tờ này với cái văn bản này ra văn phòng công chứng thì người ta sẽ hướng dẫn cho mình làm thủ tục phân chia di sản thừa kế. Đây là số điện thoại của con tên Hoàng. Cô chú trường hợp mà có khó khăn gì trong quá trình làm thủ tục thì cứ gọi điện cho con sẽ hỗ trợ cho cô chú ha. Dạ, con chào cô chú ạ. Con cảm ơn chú Dũng, con cảm ơn cô Tàu ạ. Cảm ơn. Hôm sau mà tôi mà đến là phải làm cho tôi thủ tục nhanh chóng lên đó nha. Dạ, con đã photo tất cả các thủ tục giấy tờ của cô chú rồi. Lần sau cô chú đến con sẽ rất nhanh chóng chi trả. Rồi. Dạ, nếu cô chú mà có nhu cầu gửi lại SCB thì con sẽ tư vấn những sản phẩm tốt nhất của bên con cho cô chú ạ. Hy vọng là được như thế. Dạ, con rất mong sớm được gặp lại cô chú ạ. Dạ, con mời cô chú đi lối này ạ.